Phó Giám đốc Viettel Solution, ông Nguyễn Hữu Tuấn, đã chia sẻ quan điểm sâu sắc tại hội nghị do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về đề án kết nối sàn giao dịch công nghệ quốc gia. Đề án này dự kiến sẽ được trình lên Thủ tướng vào tháng 12 nhằm biến Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm kết nối công nghệ toàn cầu vào năm 2030. Ông Tuấn nhấn mạnh rằng mặc dù nhu cầu về công nghệ trong nước là rất lớn, như thể hiện qua việc doanh nghiệp mở rộng quy mô ra thế giới để tìm kiếm công nghệ phát triển sản phẩm mới, các sàn giao dịch công nghệ hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được điều này do sự chậm trễ trong cập nhật công nghệ. Ông đề xuất rằng, để các sàn phát triển, cần phải xác định rõ nhu cầu của từng doanh nghiệp theo lĩnh vực và cung cấp chính xác công nghệ mà họ đang tìm kiếm, thay vì chỉ cung cấp những gì sẵn có. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhà nước định hướng các công nghệ ưu tiên và khuyến khích liên kết giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, đặc biệt là trong các lĩnh vực như cơ giới hóa nông nghiệp, công nghệ chế biến và bảo vệ môi trường. Các đại học và địa phương hiện nay đều đã triển khai nền tảng trực tuyến riêng lẻ để cung cấp công nghệ. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả và tạo lợi ích cho tất cả các bên, việc thiết lập một sàn giao dịch công nghệ chung toàn quốc là cần thiết. Điều này không chỉ giúp đồng bộ hóa việc chia sẻ công nghệ mà còn tạo nền tảng thống nhất cho sự phát triển. Tháng 5 năm 2022, một sản phẩm điển hình là máy bay không người lái phục vụ nông nghiệp đã được giới thiệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy tiềm năng thực tế của sàn giao dịch công nghệ. Phó giáo sư TS Nguyễn Ngọc Vinh từ Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu thị trường để đảm bảo có đầu ra cho sản phẩm công nghệ. Ông cũng sẵn lòng hợp tác để đạt được mục tiêu này. Việc định giá công nghệ cũng được coi là khâu quan trọng để đảm bảo khả năng cạnh tranh và đòi hỏi nhân lực có chuyên môn cao. Cuối cùng, TS Nguyễn Đăng Nghĩa, chuyên gia nông nghiệp, kêu gọi sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và các sàn giao dịch công nghệ trong việc định giá nhằm thúc đẩy việc thương mại hóa các nghiên cứu khoa học.